lên Reverse Time hay Đấu La Đại Lục Nghịch Chuyển Thời Không là tựa game nhập vai chiến thuật cho bạn khám phá một thế giới Đấu La Đại Lục hoàn toàn mới. Không chỉ gameplay mà đồ họa của game cũng được đánh giá là đỉnh của đỉnh. Vẫn sở hữu bối cảnh Đấu La Đại Lục quen thuộc, người chơi sẽ đồng hành cùng Đường Tam và Thất Quái sử lai khác bắt đầu một hành trình phiêu lưu hoàn toàn mới. Đồng thời game còn bổ sung thêm hàng loạt những nhân vật đến từ các phần truyện khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến một thế giới đa vũ trụ đấu la hoàn toàn mới. Solemn Rebirth Time có lối chơi chuẩn phong cách nhập vai chiến thuật kết hợp với yếu tố đánh theo luật cổ điển. Người chơi có thể lựa chọn tối đa 6 nhân vật khác nhau trong vũ trụ Đấu La Đại Lục và đồng hành cùng họ chiến đấu với các kẻ địch trong những trận chiến đầy kịch tính. Bên cạnh lối chơi hấp dẫn, đồ họa của game cũng được trau chuốt không kém. Được biết game đã huy động hơn 60 họa sĩ nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để cùng nhau xây dựng nên một thế giới đấu la đầy màu sắc. Hàng loạt nhân vật và hoạt ảnh kỹ năng được thiết kế tỉ mỉ trong từng chi tiết, mang đến cho người chơi cảm giác chân thực và đắm chìm vào thế giới giả tưởng này. Chưa kể phần âm thanh của các nhân vật trong game đều được thực hiện bởi các diễn viên làm tiếng gốc từ anime Đấu La Đại Lục, tạo cho người chơi có cảm giác như mình đang thực sự trò chuyện với họ khi tương tác cùng các nhân vật trong game. Là tựa game nhập vai chiến thuật được lấy cảm hứng từ IP Đấu La Đại Lục nổi tiếng, Solemn Reverse Time đã tạo nên một thế giới hoàn toàn mới cho người chơi trải nghiệm. Đồ họa lẫn lối chơi của game đều mang đến những điểm đặc trưng ấn tượng, khiến người chơi khó mà rời mắt khỏi màn hình. Hiện game đang mở đăng ký trước và sẽ ra mắt chính thức tại khu vực Trung Quốc vào ngày 25 tháng 9 sắp tới, trong khi đó phiên bản quốc tế sẽ được ra mắt vào đầu năm 2025. We'll be right back.